lắm. Nếu mà nhạc sĩ Trúc Hồ vẫn còn ở đây thì có lẽ là anh cũng cảm thấy xúc động lắm vì quý vị yêu dòng nhạc thính phòng. Thôi thì Phương sẽ hát tặng quý vị một ca khúc nữa của dòng nhạc thính phòng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc thơ của nhà thơ Du Tử Lê và nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, khúc Thụy Du sau đây ạ. Bây giờ về đây.
thank you.